Muốn cướp cũng không được với tôi đâu, trừ khi là loại người vô liêm sỉ. Ô, nghe ai nói chuyện liêm sỉ này? Đúng là chân mình còn lấm mê mê, lại còn cầm đuốc mà dê chân người. Bà nói gì đấy? Sao cháu lại ngồi ở đây? Ở ngoài này lạnh, gió máy độc lắm đấy. Dạ, tôi hỏi bà vừa nói gì, bà nói lại xem nào. À, tôi nói cô đấy, toàn đi soi lỗi lầm của người khác mà quên tu dưỡng bản thân mình. Suốt ngày cô dẫy đành đạch lên sợ người khác lấy mất đồ của mình, mà quên mất câu các cụ đã dạy: lạt mềm buộc chặt. Phương này, bác thấy bây giờ đám trẻ nó có những cái câu rất là hay nhá. Ví dụ như là có không giữ, mất đừng tìm. Nhưng mà bác thấy là phải như này mới là đúng này. Có không biết cách giữ thì mất đừng tìm. Bác thấy câu đó thỏa đáng hơn đấy. Bà, rõ ràng là đường vắng mà cố tình lao vào chị Phương, trong khi không có gì cản trở hay là gây bất ngờ cho tài xế. Mày đang quá ám ảnh bởi một vụ tai nạn rất bình thường. Bình thường từ cách nó diễn ra tới hành vi người gây tai nạn. Nhưng mà tao cảm thấy nó có điều gì bất thường đằng sau ấy. Bất thường duy nhất ở đây là mày. Chính xác hơn ấy, là tình cảm của mày dành cho chị Phương. Có chuyện gì muốn nói với cô à? Sao thế, nói đi. Tại sao từ lúc nào mà lại bẽn lẽn với cô thế? Nói đi cháu. Cháu, cháu muốn xin giám đốc nghỉ việc một thời gian ạ. Cháu xin lỗi, vì đúng lúc công ty đang nhiều việc. Nhưng mà hiện tại cháu cần một khoảng thời gian riêng để sắp xếp lại những vấn đề cháu đang gặp phải ạ. Bà Tâm. Ok, bà Tâm. Ok, bà Lan, bà Lan. Bà chặn hộ bà Tâm của tôi nghe. Bà Tâm. Bà Tâm này, bà Tâm đi đâu đấy, bà Tâm ơi? Đừng lại đứa đấy. Bà đi đâu đấy? Nào. Phải xê ra. Sao lại chặn tôi? Chưa rồi, tôi phải về nấu cơm cho cháu gái tôi ăn, không là nó đói đấy. Khổ quá. Mấy ngày hôm nay bà Tâm bà chờ trước, cứ lúc nhớ lúc quên. Thế cứ lúc nào bà ấy quên thế là bà cứ đòi xách túi về thăm cháu gái. Ồ, thế này 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 này, thôi thôi bây giờ đi vào uống thuốc xong tôi đưa bà về thăm cháu nhé. Đi đừng hòng lừa tôi. Tôi không vào, tôi không uống thuốc, tôi phải đi nấu cơm cho cháu tôi chứ. Có chuyện gì đấy ạ? Không có, bà cẩn thận đã. Bà có sao không ạ? Sao cháu chưa về? Dạ cháu thấy bà mệt như thế nên không yên tâm, cháu đợi rồi chờ bà về luôn. Cúc, Cúc, đi về bà nấu cơm cho cháu. Dạ. Ăn nhá, nhá. Dạ, bà ơi, khổ, không phải, khổ không thân, phải không, đâu, không bà nhầm rồi. Đây không phải cháu bà đâu. Đi vào uống thuốc, đi vào. Cháu tôi phải biết chứ, sao lại nhầm được. Dạ.